6 dấu hiệu trên lòng bàn tay dự báo số mệnh giàu sang vương giả. Số 1, rất hiếm gặp. Đây chính là những điểm cực hiếm trên bàn tay là thần tài hộ mệnh rất ít người có được. Hãy xem đó là gì. Hoan hỷ chào đón quý anh chị đã theo dõi Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tướng tay cũng là một trong những căn cứ quan trọng xác định tài vận và độ may mắn vận mệnh của mỗi người. Không sớm thì muộn cũng sẽ phát tài vượng vận. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này. Lòng bàn tay trũng hồng hào. Nếu lòng bàn tay của bạn trũng hồng hào thì chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống đủ đầy, không bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền. Các gò trên tay đầy đặn cũng là dấu hiệu của sự giàu có. Nhìn chung đây là đặc điểm bàn tay của những người có số ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, cuộc đời gần như là chẳng bao giờ túng thiếu. Khi còn nhỏ họ được hưởng phúc đức của tổ tiên, khi lớn lên có sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình mà mọi chuyện cũng rất suôn sẻ, gần như chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay là muộn phiền về chuyện tiền bạc vật chất. Nói đây là đặc điểm của những người muốn gì được nấy cũng không hoa, vì quả là bằng cách này hay là cách khác họ đều đạt được những gì mình mong muốn. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngón cái có vân phụng nhãn. Vân phụng nhãn còn gọi là vân mắt phượng, vân khổng tử, phu tử, nằm giữa các ngón tay cái, được tạo nên từ hai vết lằn lên giữa ngón tay tạo thành hình con mắt. Người sở hữu vân này sẽ thừa hưởng một đời an nhiên tự tại, giàu sang phú quý, không gì có thể sánh được. Phần lớn những người này có xuất thân rất tốt, thông minh xuất chúng, được hồng hành thi cử trải qua đầy hoa hồng, cuộc sống thuận nhiều hơn nghịch. Bật mí một điều, đây là một trong những biểu tượng cát tường. Nếu tay trái sở hữu vân phụng mãn, tức là bản mệnh có giác quan thứ 6, tri giác vô cùng nhạy bén. Ngược lại, vân phụng mãn nằm ở phía tay phải, nghĩa là bản mệnh có tài trong việc giải quyết các rắc rối lo toan, đem lại cuộc sống đích thực, vui vẻ, an yên. Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu thì điều tốt nhân gấp bội, danh lợi song toàn, nhờ phúc phần của người có tướng tay mà gia đình được nương nhờ rất nhiều. Bàn tay có kẽ hở ở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trong nhân tướng học có nói bàn tay có nhiều khe hở giữa các ngón tay là không biết giữ tiền, song nếu chỉ có khe hở ở giữa ngón trỏ và ngón giữa thì lại là câu chuyện khác. Người phụ nữ nào có bàn tay như thế thì là người có vận mệnh tốt, cả đời gặp được nhiều may mắn, nhiều tiền. Những người này thường không quan trọng tiền bạc nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền, họ cẩn thận, chu đáo và luôn được người khác tín nhiệm. Hậu vận, những người có bàn tay này không lo lắng về vật chất, ngược lại còn được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Cuối đường trí tuệ có ô vuông nhỏ. Nếu cuối đường trí tuệ xuất hiện một hình vuông nhỏ thì đó là người có tài năng nghệ thuật thiên bẩm và chính năng khiếu đó sẽ mang lại cuộc sống sung túc khá giả cho họ và gia đình. Nếu chỉ có một hình vuông ở vị trí đó thì đây được xem là biểu tượng của cải vật chất. Còn nếu có nhiều hơn một hình vuông thì cho thấy đây là người thích hợp với các công việc văn phòng hoặc việc liên quan tới chính trị. Tuy rằng người có đặc điểm bàn tay như thế này đều sớm được công thành danh toại, tiền tài danh vọng đề huề, đời sống vật chất sung túc, nhưng cũng cần chú ý đối phó với kẻ tiểu nhân và phải rất tỉnh táo trong phát ngôn, kẻo rước họa vào thân. Ba đường chỉ tay tạo thế chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là những người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Không những thế, họ còn là người giỏi giao tiếp, luôn trượng nghĩa, nhiệt tình, giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Đường bàn tay chữ M thực tế được hình thành từ các đường chỉ tay, tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết, số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, vì thế mà họ là những người đặc biệt có tài năng nhất định. Các đường chỉ tay cơ bản trên bàn tay thường có 3 đường chính, đó là tâm đạo, sinh đạo và đường trí đạo. Ba đường này biểu hiện cho tình yêu, tình duyên, sinh mệnh và trí tuệ của mỗi người. Đường sinh đạo hay còn gọi là đường đời thường là đường chỉ tay dài nhất, thường dùng để đoán sinh lão bệnh tử của mỗi người. Các nhà nhân tướng học thường dựa vào độ dài ngắn của đường này để tiên đoán số mệnh thọ hay yểu của mỗi người. Nếu đường sinh đạo bị cắt đứt nhiều đoạn hay có nhiều đường chỉ nhỏ cắt ngang là biểu hiện của người có vấn đề sức khỏe, chủ yếu là do hệ tiêu hóa không tốt. Nếu đường sinh đạo bắt đầu từ ngón tay trỏ là người có bản tính kiêu căng, tự phụ, thường có nhiều mưu kế để đạt được tham vọng của riêng mình.
Còn nếu đường sinh đạo bắt đầu từ dưới ngón trỏ thì là người nhân hậu, ôn hòa và khá tự ti về bản thân, thường có cuộc sống yên bình, không bon chen cạnh tranh. Nếu đường sinh đạo kết thúc ở cổ tay là người thích mạo hiểm phiêu lưu, thích những trò chơi hay là những hoạt động mang tính rủi ro cao, những người này thường không có cuộc sống dư giả, hậu vận bi đát. Nếu trên đường sinh đạo có dấu hiệu đặc biệt như ngôi sao hay là chữ thập thì báo hiệu sẽ có tai ương khủng khiếp, nên cẩn thận đề phòng. Đường chí đạo, đây là một trong ba đường chỉ tay cơ bản, thường gọi là đường trí tuệ, thể hiện học vấn tư tưởng của mỗi người. Đối với những người thuận tay phải thì xem đường trí tuệ chính xác nhất ở bàn tay trái và ngược lại. Nếu đường trí tuệ dài, sâu và rõ ràng thì là người thông minh, có tính trung thực, biết suy xét kỹ càng trước khi bắt đầu công việc. Còn nếu là đường nông, rộng và cạn thì người này thiếu tự tin, tính tình lại hay hấp tấp nên làm việc thường thất bại. Nếu hai đường chí đạo và đường sinh đạo cùng xuất phát ở một điểm kéo dài thì thường là người nhút nhát, không làm được những việc to lớn, trí tuệ không cao, phán đoán chậm chạp. Đường trí tuệ mà bị đứt nhiều nơi thì chứng tỏ người đó kém thông minh, thường hay có bệnh tật thần kinh kém, nên khi về già thường hay có chứng mất trí nhớ hoặc lãng trí. Đường tâm đạo, thông thường đường tâm đạo xuất phát ở gốc ngón tay út và kéo dài đến hướng ngón tay trỏ. Đường tâm đạo chủ về phúc đức của hiện tại, tương lai và quá khứ. Nếu đường tâm đạo tốt thì phải đâm không quá rộng, cũng không quá hẹp, có sắc hồng. Đường tâm đạo sâu, ngoằn ngoèo, là người có tính bất nhất, trước sau mâu thuẫn, say mê dục vọng. Nếu có thêm hình ngôi sao hay tam giác thì là người đa tình, thay người yêu như thái áo, nên cuối đời sẽ phải trả giá. Trên đây là ba đường chỉ tay cơ bản mà mỗi người thường có, hoặc với những người có bàn tay hình chữ nhật thì thường đường tâm đạo và đường trí đạo sẽ gộp lại là một. Ở phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 4 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên sẽ có may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đầu tiên phải nói đến là gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tải cát tinh. Thương quan sinh thứ tải mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tí và Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tí 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm ăn thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy thận trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc diệm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyển học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh.
hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế Tý Thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có như thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và tháng 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mạnh, giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hưng tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi Tý Thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay về tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc vụ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác dưới ái mộ yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt nên nắm bắt cơ hội đối với người độc thân. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý này bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ mắc những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm nay. Ngoài ra, hãy luôn mang bên mình mặt Bát Bảo Tâm Kinh để gặp hung hóa cát. Mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bể nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh, phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm tăng thêm thu nhập, tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cắt trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình, bản mệnh muốn thể hiện nhưng không được trao cơ hội, ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, nỗ lực để gây ấn tượng, xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều bất mãn cho bản mệnh. Đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế cũng mang theo không ít ung tinh, xung sát cho tuổi rắn, chủ yếu gây họa tán tài hao lộc, mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế. Có thể sẽ gây áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da, tim mạch không được tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài đạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi trong công việc sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Và tiếp theo đó là gia chủ tuổi Dần.
theo dõi tử vi tuổi Dần, nếu con giáp này có những đặc điểm như trên trong phần 1 thì trong năm không phải chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là Tý Thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trường bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho những gia chủ tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tình chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật hay là như chó mèo để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành, thi cử, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình, con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Khám phá nhân tướng học về giáng tay, dự báo số mệnh giàu sang vương giả, rất thú vị đúng không nào? Với vài điểm ấn tượng trên cơ thể, ta có động lực niềm tin để tìm sự thành công, hạnh phúc, sung sướng sau này. Tuy nhiên, những tiểu nhận định trên đây không áp đặt tất cả, bởi muốn có cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ, sung sướng, đòi hỏi bạn phải bỏ chất xám, công sức, cố gắng, không ngừng nghỉ thì mới có được kết quả trong tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa thì có làm mới có ăn, có cố gắng mới có thành quả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những